Xin chào tất cả mọi người. Chia sẻ với mọi người là hôm nay mình mới lại có thời gian để làm clip về chim cảnh cho mọi người xem. Thì bận công việc nhà cũng gần 20 ngày hôm nay rồi. Thì hôm nay mình cập nhật tiếp về chú chim trích chòe than đột biến mình mới tuyển được. Thì mọi người thì cũng khá là nhiều anh em có hỏi là đã vào cám thành công hay chưa. Thì cũng chia sẻ với mọi người là hôm nay mình đã vào cám được rồi anh em nhé. Thì sau khoảng hơn một tuần thì mình đã vào cám thành công. Và hôm nay thì mình đang cho ra đây cho nó tập tắm này. Thì đây là một chú chòe than mái của mình này. Chú chòe than mái này thì ở với mình rất là lâu rồi, hơn 10 năm rồi, lâu nhất nhà. Thì mình cho ra đây mục đích chính là để cho em than đột biến của mình nó ổn định và nó quen với môi trường ở nhà mình anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ cho con chim này ra để cho nó tập tắm này. Cái cách để mình tập tắm cho những chú chim trích chòe than bổi mới về thì cũng đơn giản thôi. Mình có điều kiện, mình có một em mái thuần như này và đã biết tắm ngon lành rồi thì mình để sang cho nó tắm. Sau đó thì những chú chim kia nó sẽ quan sát và nó thấy nó bực nó sẽ tắm theo anh em ạ. Đấy, màu sắc hôm nay rất là đẹp rồi này mọi người ạ. Đấy, cho qua là mình để đây nó hơi tối một chút cho nên nó không rõ như kiểu ở ngoài. Đây giờ mình sẽ cho con mái này vào. Đấy, nó hơi sợ. Đấy, mọi người thấy nó sợ. Đấy. Đây con than mái của mình đây. Than mái cực thuần luôn. Đấy, bây giờ mình đi ra đây cho nó quan sát để nó nhìn thấy con kia tắm. Sau đó thì mình sẽ cho em than kia của mình nó vào mọi người nhé. Đấy. Nhìn đến mái cái đuôi vảnh luôn mọi người ạ. Mình đứng gần nó sợ. Đây mình nuôi ra xa một tí. Đấy anh em này nhìn thấy con mái của mình kìa, nó xuống nó tắm luôn này. Thì đây là cái cách đơn giản nhất để anh em có thể tập tắm cho những chú chim mới về anh em ạ. Đấy, đuôi rất đánh rất nhiều luôn, đuôi dài. Và mình cũng may mắn là chia sẻ với mọi người là con này, con than đột biến của mình khả năng rất là cao là chim trống anh em ạ, tầm 90% rồi. Đấy theo mắt của mình nhìn. Còn thì chính xác hay không thì cũng phải đợi nó hot hoặc phải đi xét nghiệm rồi mới biết được anh em ạ. Mình thấy mỏ rất to, chân cao, đuôi khá là dài. Đấy. Bây giờ mình sẽ lùi lại để cho nó tắm mọi người nhé. Mình kệ để đây cho nó quan sát một lúc đã. Còn đây là một chú chim trào màu non cuối vụ. Một con lẻ. Cũng khá là có duyên với mình. Đợt vừa rồi nó rơi ở trên cây xuống anh em ạ. Sau đó thì mình có để mà cho nó theo đàn bố mẹ. Tuy nhiên là lúc đó nó bị đau cánh và nó không theo được. Chính vì lý do đó mà mình lại phải lấy lại mình nuôi nó mọi người ạ. Hôm nay thì mình đang nuôi cho nó thả ra ngoài này để tí nữa xem có về không em nhé. Đây. Mọi người nhìn thấy hai con bạch lem của mình à? Nó nhìn thấy mình mà nó theo kìa. Đây, chia sẻ với mọi người luôn này. Tí nữa thì con này nó sẽ chui ra đâu. Đấy, hai bạch lem của mình này. Bạch lem này là bạch lem anh em đặt của mình rồi. Mình nuôi nó tự mổ là mình chuyển cho mọi người. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Đấy. Nhưng hai con này thì mình chưa thả quen là mình không mạo hiểm thả mọi người ạ. Ở cái môi trường nhà mình ấy thì mình cái việc mình huấn luyện cho những chú chim non để nuôi thả ra ngoài tự nhiên cũng không phức tạp lắm. Có điều là những anh em nào mà không có không gian hoặc là chưa có kinh nghiệm ấy thì cũng không lên thả vội. Đấy, như hai con này thì mọi người thấy này. Nếu mà nó bệnh người này thì mình nuôi thả thì trong vòng 10 ngày mình huấn luyện thì nó có thể thả được. Nhìn thấy mình bệ luôn này. À có một con thịt. Thịt này nó ở mình, nó một đi một mình ra đây. Đấy, đi rồi đấy. Đây, mình cho nó ra đây, nó đi chơi một lúc. Sau đó thì ở trên cái cây này này mọi người này. Tí nữa là rất nhiều trào màu đến nó ăn cái quả xanh này. Mình quay cho mọi người xem nhé.
ăn quá nhiều nó rơi xuống này anh em ơi. Ui. Chỗ này này. Hơn chục con cái góc kia luôn. Đây, cốc trà đá của mình cũng vừa mới rơi một quả xanh vào đây này. Chim nó ăn. Đây là quả đây, may là không phải quả anh em ạ. Quả nó rơi. Đây. Chim ăn được, người ăn được, vẫn uống tạm được. Anh em uống trà đá mình nhé. Chắc là nó phải rụng, cái quả này phải rụng 2-3 ngày nó mới hết được. Chắc nhau nó đến nó ăn quả đây anh em ơi. Ăn thì lại rơi hết xuống dưới đầu, dưới chỗ bà mình uống nước luôn. Đây có một con thành má lỡ này. Đấy, còn con kia đang bón này. Đấy đấy, treo lên đây. Anh thử luôn. Đấy đấy đấy. Ơi, cho lên trên, trên. Trên đấy, thế. Ơi. Ờ, được rồi. Mọi người ơi, con chim non của mình thả thì bây giờ nó cũng đã đến giờ về rồi đấy anh em này. Đây, lúc buổi trưa mình thả ra này. Quen kiếm thức ăn ở ngoài sao không bệnh như những cái lần đầu cách đây một tuần mình thả mọi người ạ. Đấy, tuy nhiên là mình sẽ vẫn gọi nó xuống cho mọi người xem nhé. Đấy, đang vẫn xuống này. Mình nuôi cũng khá là quen cái cách này rồi cho nên mình cũng có một chút kinh nghiệm. Nó có một đàn đang ăn cái quả xanh của mình đây này, nhưng mà nó chưa quen nên chưa theo. Đấy, nó về định về lồng kìa. Đấy, anh em thấy nó bắt đầu về rồi này mọi người này. Mình đang tập xem nó tự mổ không, nhưng mà vẫn cần mình bón. Thì thực tế là mình muốn chú chim non nó thuần ấy, thì mình bón được càng lâu càng tốt. Đấy, cố gắng cho đến lúc nó da lông dài dài một chút thì mình cho tự mổ thì nó thuần hơn anh em ạ. Bây giờ mình cho nó vào chuồng đấy nhá. Đấy. Sợ nó lại bay này. Nó đang hút cái điện thoại của mình. Đây chuồng của nó đây. Lồng của nó đây này anh em ơi, nhảy vào. Ơi, không nhảy. Đúng lúc mình loanh quanh cho mấy con bạch lem lon ăn thì em nó đã chui về lồng rồi anh em ạ. Cuối cùng thì sau một tuần mình tập cho nó bay ra bay vào ở ngoài cửa này thì cuối cùng nó đã biết đường vào rồi mọi người ạ. Sau này mình sẽ cố gắng để tập cho nó bay ra bay vào cái cửa này quen nha anh em nhé. Đấy, thì thỉnh thoảng mình sẽ thả ở đây. Rồi, mình xin chào tất cả mọi người và hẹn mọi người những clip sau. Sắp tới mình rảnh thì mình sẽ cố gắng đi quay clip nhiều hơn nữa về chim cảnh cho mọi người xem nhé. Thì bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây và hẹn mọi người những clip sau.